Tập 35. Cô thấy rằng Quy Đao mà ngươi tự luyện vừa nhanh vừa đẹp không? Xin lỗi nhé, tao quên nói rằng bí kíp mà tao đưa cho ông là giả thôi. Ngươi! Thái Nguyệt, thay tay với hắn đi. Sư phụ, đồ nhiễm mất trí nhớ hình như cũng liên quan tới người này. Con muốn làm rõ chuyện này, mong rằng sư phụ giữ lại mạng cho hắn. Quan hệ duy nhất giữa con và người này chỉ là kẻ thù thôi. Hắn chính là kẻ thù giết cha con. Tránh ra, để báo thù cho cha mẹ con. Sư phụ, ngươi dám không nghe lời ta, vậy ta không cần giữ ngươi nữa. Sư phụ nói vậy là sao đây? Để là người muốn giết các con sao? Thuận ta thì sống, phản ta thì chết thôi. Ta muốn xem cái người có thể trốn được bao lâu đây. Nơi này có lẽ an toàn rồi. Lúc nãy mùi cầu xin sư phụ tha cho ta. Có phải mùi đã nhớ ra chuyện gì không? Ta làm như vậy là vì trong lòng ta có quá nhiều nghi vấn. Chúng ta thật sự quen biết nhau sao? Nếu có quen nhau, vậy giữa chúng ta rốt cuộc sẽ ra chuyện gì rồi? Thái Nguyệt, thời gian qua ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao mùi lại quên ta? Nhưng mùi là thi tử duy nhất của ta đấy. Chúng ta đã bái trời đất ở Nguyên Thần Cung rồi. Chúng ta từng thề là sẽ mãi sống bên nhau đến già, mãi mãi không rời xa. Những chuyện này đều là sự thật. Tôi nói chúng ta đã từng thành thân rồi. Bái đường, sao có thể như vậy chứ? Sao lại thấy được? Cô là con trai Lý Mạn Thanh mà. Lý Mạn Thanh là kẻ thù của ta. Sao ta có thể bái đường thành thân giúp quên được chứ? Bởi vì chúng ta từng nói có thể vì yêu mà từ bỏ mọi thù hận trong lòng, là một đôi phu thê bình thường. Thoái ẩn giang hồ này, tình nhân cổ, tim nối tim. Cho dù mùa đã quên mất mọi chuyện, nhưng quá khứ giữa chúng ta vẫn còn đó. Ta tin một ngày nào đó mùa nhất định sẽ nhớ ra chúng ta từng yêu nhau ra sao. Xin lỗi, những ký ức đó ta thật sự không nhớ ra gì cả.
Dù cách rơi, dù cách gì, dù có phải đào ba tấc đất, cũng phải tìm ra tiếng thái quyền chỉ lý hoài cho ta. Tuân lệnh. Lần trước khi đến đây, chỉ gặp đạo tiên bối thân cơ. Mục đích thực sự của ngoại công là lợi dụng ông ấy giúp mình canh giữ cửa động. Không ngờ nơi này, qua đây lại có hang động khác. Ý Quỳnh là chúng ta đã từng đến đây. Phải. Không sao, đừng vội. Cứ từ từ thôi. Khả Khả, sao lại là cô? Lý Hoài, tiếng Thái Huyền đứng giết cho ta. Hôm nay chỉ có chuyện giữa ta và Thái Huyền thôi, cô đừng nhúng tay vào. Khả Khả, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi. Đúng vậy, video này là của ta. Được lắm, dám làm dám nhận. Hôm nay ta và cô hãy giữ cho xong đi. Nhưng ta không nhớ là đã từng giết cha cô. Cô thực sự không nhớ sao? Hay là giả bộ không nhớ đây? Tiếng Thái Huyền làm việc gì chưa bao giờ giấu giếm đâu. Nếu như ta làm thì ta chắc chắn dám thừa nhận. Nhưng nếu không phải thì người khác có bực hồng chung quanh giấu hoài cho ta. Được, ta hỏi cô, hôm đó vì sao cô lại xuất hiện ở Sơn Thành? Cô bị hàng túng kìm kẹp nữa chứ. Hôm ta bị hàng túng kìm kẹp là do Tử Đằng Quay và Kim Vô Khấu để đánh lén ta ở quán trọ. Ta chạy ra ngoài thì gặp phải hàng túng. Ta chưa hề đến nhà họ Phương, vậy ta không hề giết cha cô. Không thể nào. Ý kiến đúng là như vậy. Vì sao Tử Đằng Quay không nói với ta chứ? Sao cô ta lại nói với cô được? Cô ta chỉ muốn ta chết thôi. Để cô ra tay, cô ta sẽ càng vui hơn thôi. Nhưng bây giờ độc công của cô giỏi như thế, e là theo học cô ta phải không? Khả Khả, chuyện hôm nay là do cô và Tử Đằng Quay bày trò phải không nào? Phải thì làm sao? Ta chỉ muốn báo thù thôi. Ta bất chấp tất cả đấy. Phương cô nương, nếu ta chịu thừa nhận video này là của ta, ta sẽ không lấp liếm gì khác nữa. Nếu cô chịu tin ta thì ta có thể cùng cô điều tra chân tướng. Đúng là ta đã mất đi một khoảng ký ức ngày trước. Nếu kết quả điều tra cuối cùng cho ta thấy là hung thủ giết cha cô thì ta sẽ chịu trừng phạt. Khả Khả, cô hãy tin ta. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi. Khi nào chúng ta ra ngoài, ta giúp cô điều tra, được chưa? Chuyện này không cần quên lo đâu. Cơ bản thánh chủ, phía trước có một mật đạo, hình như là dẫn tới phía trong sườn núi. Trên mật đạo có phát hiện một số khu vực rải rác, có vẻ đã có từ lâu rồi. Của vực rải rác ư? Mình dẫn đường đi. Những người khác đi theo ta. Dân
Long Phượng Song Quan, phân âm dương, nhật nguyệt tinh thần, từ khả đắc. Nghĩa là sao đây? Thánh chủ, đi. Là ai? Sư phụ, các người đã kiếm tìm kho báu. Thả quái ra, yên tâm đi, nó chính là đồ đệ của ta, thì ta sẽ không phải nó đâu. Long Phượng Song Quan, phân âm dương, nhật nguyệt tinh thần, từ khả đắc. Thái Nguyệt, đưa dòng Long Phượng ra đây. Sư phụ, đồ xấu xí, cái dòng Long Phượng Hoàng là di vật mẹ cô để lại. Không ngờ quên để cho tiết cô nương chứ. Cô sắc gì thường? Tên tiểu tử kia, khối sắt này chẳng có gì với ngươi đâu, hãy đưa cho ta đi. Ông nói vô dụng là vô dụng chắc. Nếu vô dụng thì ông cần nói làm gì? Thái Nguyệt, ngươi còn đợi gì nữa? Hãy mau giết hắn cho ta đi. Thái Nguyệt, rõ ràng sư phụ muội đây là dụng muội thôi. Sư phụ sẽ không. Không thể nào. Sư phụ, thiếu chủ, rốt cuộc ngươi lại? Người chết không cần biết đâu. Giết! Dùng hết đồ trong phòng này cho ta. Vâng. Cẩn thận. Thiếu gia, vì thiếu chủ không sao rồi? Ở đây cũng lâu lâu rồi, cô hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Ông ấy bị thương gì ta? Để ta chăm sóc thì hơn. Không cần đâu, ta thấy cậu nên về nghỉ ngơi đi.
Nếu thiếu chủ thực sự ngã quỵ, nhà họ Lý chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh bất bình. Tới lúc đó đành trông cả vào cậu. Thiếu gia nói như vậy là sao đây? Thiếu gia, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi. Hay là Thiện công tử có chuyện chưa biết? Vì thời trẻ thiếu chủ, vì bảo vệ thanh danh nhà họ Lý, không làm nhục danh hiệu Tiểu Lý Phi Đao mà dốc sức luyện công, thậm chí ông ấy còn nhiều lần khiêu chiến nhân sĩ nổi tiếng trên giang hồ, chịu không ít nội thương. Cho tới nay ta chưa từng thấy ông ấy dừng lại. Vì danh dự của nhà họ Lý, ông ấy vẫn luôn rất nỗ lực. Về sau này ta lo cho sức khỏe ông ấy, nên đã khuyên ông ấy dừng lại để dưỡng thương của mình. Nhưng ông ấy nói với ta rằng: Thiết thúc à, nếu ta dừng lại, nhà họ Lý sẽ phải dừng lại đấy. Những kẻ soi mói danh vọng của nhà họ Lý chúng ta nhiều không kể xiết, hễ bất cẩn là sẽ tụt dốc ngay. Thế nên ông ấy không hề dừng lại. Mấy năm qua, thanh danh của nhà họ Lý được giữ vững, nhưng sức khỏe của thiếu chủ thì lại sụt giảm. Nội thương ứ động nhiều năm qua không khống chế được nữa. Hơn nữa chính thiếu gia cũng bị nội thương, không sử dụng được phi đao. Nếu thiếu chủ thực sự ngã quỵ, hậu quả đúng là khôn lường đấy. Vì danh tiếng và hào quang của hậu duệ Tiểu Lý Phi Đao, làm vậy cũng đáng ư? Đối với hậu duệ nhà họ Lý, đây không chỉ là dần hào quang, mà còn là vinh quang trời cho. Con người sống trên đời chẳng qua cũng vì danh lợi thôi. Có bao nhiêu nhân sĩ trên giang hồ đã chết vì nó? Cũng có thể đây là tâm nguyện duy nhất của thiếu chủ, là hậu duệ và sứ giả của nhà họ Lý. Có lẽ đây cũng là mong muốn và vận mệnh của thiếu chủ. Ông ấy chưa bao giờ hối hận. Nếu nói tới chuyện khiến ông thực sự hối hận, thì cũng chính là cậu và mẹ của cậu. Tới giờ hối hận có ích gì chứ? Thiền Nhi, Thiền Nhi, ông bị thương rồi, đừng cử động, ngồi xuống đi. Thiền Nhi, con không cần lo cho ta đâu. Chút vết thương nhỏ này của ta
đừng gắng gượng nữa. Đúng là ta già thật rồi, không phục không được. Chỉ vì thanh danh nhà họ Lý, có cần gượng ép đến thế không vậy? Thanh danh của nhà họ Lý chính là tính mạng của ta. Nếu không có thanh danh, nhà họ Lý và ta chẳng còn là gì cả. Rốt cuộc mẹ ta là gì? Ngoài thanh danh ra, còn có mẹ và con, là dưới mắt mà ta không sao gỡ bỏ được. Cô không tưởng tượng được đâu. Trong những năm không có tin tức, ta đã cố cầm cự như cái xác không hồn vậy. Ta biết, đúng là ta đã bỏ rơi hai mẹ con, nhưng ta thật sự đã dạng bất đắc dĩ thôi. Năm đó nhà họ Lý gặp sóng gió, ta bị cô lập tứ phía. Ta bất đắc dĩ phải xin công chúa Đức An giúp đỡ. Nhưng khi đó bà ấy chỉ cho ta hai sự lựa chọn. Bà ấy hỏi ta, rốt cuộc chọn thanh danh nhà họ Lý hay chọn mẹ con. Lúc đó ta đã trầm mặc rất lâu. Ta thật sự không biết làm thế nào đây. Bởi vì ta không thể đối mặt với biết bao nhiêu người cần nhà họ Lý giúp đỡ. Nếu ta chọn mẹ con, vậy tức là để nhà họ Lý vào cảnh diệt vong một cách ích kỷ. Thế nên ta đành thỏa hiệp. Để chứng hưng là nhà họ Lý, ta chọn là danh dự và từ bỏ mẹ con. Bao năm qua, ta vẫn luôn tự trách mình. Ta thật sự căm hận bản thân của mình. Nếu như năm đó ta đủ mạnh, ta sẽ không dứt bỏ hai mẹ con rồi. Giờ nói gì cũng đã muộn quá rồi. Đã quá muộn rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Thiện Nhi, ta còn một thỉnh cầu vô Lý nữa, có được không nào? Nếu có một ngày ta ra đi, ta hy vọng con có thể quay về giúp ta duy trì Lý gia này. Lý gia và ta không quan hệ gì cả. Ta biết con không muốn nhận ta, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của người cha này. Con có thể không cần nhận lời ta ngay. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu thực sự không muốn, ta cũng sẽ không trách con đâu. Thiết thúc, thiếu chủ, hãy chuẩn bị đi. Sớm mai chúng ta sẽ về phủ. Thiếu chủ, không cần dạy dỗ như vậy đâu. Ta nghĩ ngài vẫn nên ở lại Kim Thủy Thành này dưỡng thương rồi hãy đi. Tình hình hiện giờ của chúng ta vô cùng cấp bách. Ta lo là người của Nguyên Thần Cung sẽ truyền tin ta bị thương ra ngoài, không rõ liệu sẽ có bao nhiêu kẻ thù tới đi tìm ta đấy. Thiếu chủ yên tâm đi, thu khả đã sắp xếp xong rồi. Anh về trong phủ sẽ tới ngay thôi. Khai Khả,
Ta muốn nói chuyện này về việc của cha cô. Dừng lại đi. Kẻ nào cản đường ta vậy? Thiên Tuyệt kiếm khách, ta tới thọ giáo Lý Mạn Thanh đại hiệp. Thế nào, Lý Mạn Thanh đại hiệp không lẽ muốn làm đồ đục cổ sao? Lại muốn tránh mặt không chịu gặp ta sao? Người có bao giờ nghe câu giết gà phải dùng dao giết bò chưa? Để đối phó với người thì bất kỳ người nào trong bọn ta cũng làm được mà. Người là ai đây? Ta chỉ là một tên tạp dịch ở Lý Phủ, nhưng ta may mắn từng được học chiêu Tiểu Lý Phi Đao vài ngày. Tiểu Lý Phi Đao, hôm nay ta sẽ giết tiểu tốt người trước, rồi sẽ giết lão già sau, để người đời được thấy Tiểu Lý Phi Đao bất trị đến mức nào. Thuộc hạ tới trễ, xin thiếu chủ trách tội. Không sao đâu, ta ổn rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Dạ. Thiếu chủ, Tiền thiếu gia đã về phòng. Ngài yên tâm đi. Được rồi, cuối cùng các người đã về rồi. Công chúa, công chúa. Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Ta không sao đâu. Vết thương còn non này, ta chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là sẽ khỏi thôi. Mẹ, cha và mọi người buôn ba vô cùng cực khổ rồi. Có chuyện gì để hôm khác nói chuyện đi. Để cha nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Chính vì nó phải đấy. Tiết thúc, chuyện tiếp theo phiền ông xử lý giúp ta đi. Thí chú yên tâm đi ạ. Di vật tinh thần thiết trong truyền thuyết quả nhiên có tồn tại. Không ngờ Thượng Quan Kim Hồng lại lén cất giữ nó bao nhiêu năm nay chứ. Miếng di vật tinh thần thiết này nhìn thế nào cũng chỉ là một miếng sắt bỏ đi. Vì sao tất cả mọi người nghe tới nó đều phải thốt lên kinh ngạc như vậy? Thiếu gia không biết đấy thôi. Di vật tinh thần thiết này tới từ ngoài hành tinh, cực kỳ quý hiếm, là nguyên liệu cực tốt để chế tạo vũ khí thần thánh. Chỉ là nguyên liệu luyện kim, có gì mà quý hiếm chứ, mà cần phải tới bốn đại cao thủ bảo vệ nó. Thiện Nhi à, nếu nó chỉ là một nguyên liệu bình thường thì thôi. Miếng di vật tinh thần thiết này quả thực phi phàm, nó có công hiệu lấy hút nội lực. Hơn nữa, nếu rơi vào tay những kẻ có tâm địa bất chính, chúng sẽ lợi dụng chức năng này, thật sự có thể giết người mà không ai hay biết. Giờ đây Nguyệt Thần Cung đã có được nửa mảnh còn lại, lại lấy được cô báo của Thượng Quan Kim Hồng, trên giang hồ ác sẽ gây nên một trận mưa máu gió tanh. Nếu chúng ta không cố gắng ngăn chặn, trăm họ ác sẽ lầm than. Mùi sao vậy? Có cần ta dìu mùi về phòng nghỉ ngơi không? Ta không sao đâu, ta tự về phòng là được rồi. Có phải chỗ nào không khỏe không vậy? Để ta tìm đại phu xin bệnh cho mùi nha. Nào, không rõ cô nương gần đây sức khỏe thế nào, cái đó có đến đúng ngày không? Ta có một vài chuyện riêng tư muốn nói với đại phu, có nam nhân khác ở đây không tiện lắm. Được, vậy ta chờ ngoài cửa. Đại phu, ngài có gì cứ nói thẳng đi. Nếu ta không chuẩn đoán nhầm thì cô nương chắc chắn là đã có tình ý rồi đấy.
Đại phu, chuyện này ông nhất định phải giữ bí mật cho ta. Đừng nói không thể có người thứ ba biết. Ta là một cô gái chưa xuất giá. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì ta sẽ không thể sống được đâu. Cô đừng yên tâm đi. Dù có phải ngậm kín chuyện này, ta cũng sẽ không để người khác biết đâu. Chỉ là cái thai nhi trong bụng cô, không biết cô đương định xử lý thế nào đây. Cảm ơn đại phu quan tâm. Đây là chuyện lớn cả đời của ta, nhưng ta vẫn chưa quyết định được. Đại phu, không biết cô đương trong kia tình hình thế nào rồi? Không có gì đáng ngại đâu, công tử không cần lo lắng. Nếu không có chuyện gì đáng ngại, vậy tại sao lại đuổi ta ra ngoài chứ? Chuyện này, đại phu có điều gì cứ nói thẳng đi. Có phải cô nương trong kia yêu cầu ngài giấu ta gì không? Ta có một chút ngân lượng, mong ngài nhận lấy đi. Cô nương trong kia có mạch báo hỷ. Cái gì? Sao con lại tới không đúng lúc như thế này chứ? Mẹ phải làm thế nào đây? Đương nhiên là sinh ra rồi. Khả khả, chuyện quan trọng như vậy sao mày phải giấu ta chứ? Nếu không phải nghe được tin này từ phía đại phu, mày cũng định giấu ta tới khi nào nữa? Mày biết thì làm được cái gì đây? Khả khả, chúng ta thành thân đi. Tuy ta không thông minh như Lý Hoài, cũng không có võ công cao thượng như quân ấy, nhưng ta có thể dùng cả đời mình bảo vệ cho muội và yêu muội. Ta vốn không hề yêu huynh, sao ta có thể làm vợ của huynh chứ? Ta hận huynh. Nếu không phải vì huynh thì ta sẽ không thành ra như bây giờ đâu. Không sao, muội không yêu ta, ta có thể chờ mà. Chờ cho tới khi mùa thức tỉnh khỏi tình yêu của đại ca, chờ tới khi mùa nhận ra điểm tốt của ta, chờ tới khi mùa chấp nhận ở bên cạnh ta. Khả khả, điều kiêu ngạo cái đệ của ta, dù là trước mắt mẹ ta, ta cũng chưa bao giờ quỳ xuống. Hôm nay ta chỉ cầu xin muội cho ta một cơ hội thôi, để ta được yêu muội, cơ hội để được chăm sóc cho muội cái đời này. Được rồi, đủ rồi đấy. Ta xin quân đừng đối xử với ta như vậy nữa được không? Long ca ca, cuối cùng Quỳnh đã tỉnh rồi. Quỳnh có biết là Quỳnh đã ngủ tròn nửa tháng rồi không? Ta tưởng Quỳnh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ. Lâu về sao? Vì vô thương, thời gian qua nhất định làm khó cho muội rồi. Muội không thấy khó gì đâu. Chỉ cần Long ca ca tỉnh lại rồi, cho dù phải buộc cả mạng sống này, muội cũng chấp nhận đấy. Phải rồi, rốt cuộc đây là nơi nào vậy? Giờ chúng ta đang ở trong rừng mưa, cách khu hoa cà nở lúc trước không xa. Hoa cà độc, nhất định không thể để nó rơi vào tay bọn người thần cũng được. Vậy chúng ta phải qua đó xem nào. Long ca ca, đừng đi nữa thì hơn. Vì sao vậy? Lẽ nào Thiết Giang đã lấy được nó rồi sao?
không hay rồi. Quả dương cà độc vẫn bị chúng cướp đi rồi. Nếu như vậy, Võ Lâm Trung Nguyên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Long ca ca, huynh xem đây là gì đây? Thứ này nhìn có vẻ hơi lạ. Lẽ nào có công dụng đặc biệt nào đó sao? Chỉ bằng chúng ta giữ nó đi. Mùi thấy con rắn yêu không mắt này lại hại lắm. Thì thứ trong cơ thể nó chắc chắn không tầm thường đâu. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Chúng ta về Trung Nguyên. Nhất định phải tìm cách ngăn chặn âm mưu Nguyệt Thần Cung. Bán nguyệt trên cao, chiếu sáng tiền đồ cho con người. Nguyệt Thần Cung của ta muốn trở thành một nửa dần trăng như vậy, trở thành người lãnh đạo trong giang hồ. Nhưng sư phụ à, trong những truyền thuyết xưa kia, mặt trời mới đại diện cho sự sống, còn mặt trăng đại diện cho cái chết đấy. Có được biến di dược tinh thần này, việc sống chết không phải nằm trong tay chúng ta sao? Huống hồ có thêm của cải, tích lũy lâu năm của Thượng Quan Kim Hồng, Nguyệt Thần Cung ta có thể xưng bá ra giang hồ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chỉ tiếc là miếng di vật tinh thần thiết này chỉ có một nửa, còn nửa mảnh còn lại rơi vào tay Lý Hoài. Nhất định phải tìm cách lấy lại nó. Khởi bẩm thánh chủ, thiết dân sư tử đã dậy. Hoa cà độc ở đâu? Mau dâng lên cho ta. Ta chờ suốt bao năm qua, cuối cùng thì cũng chờ được nó nở rồi. Trước kia chỉ có nửa mảnh di dực tinh thần thiết, ta còn không biết có chuyện loạn gì xảy ra không. Giờ có qua cà độc này, Nguyệt Thần Cung ta sư bá thiên hạ là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Chúc mừng sư phụ xây dựng được đại nghiệp. Tốt lắm, lần này công biểu hiện rất tốt, lập được công lao, không làm sư phụ thất vọng đâu. Chờ khi nào quy quyệt các xây xong, con nhìn sư tỷ của con sẽ trở thành chủ nhân nơi đó. Cảm ơn sư phụ. Sư tỷ, ta có một chuyện không hiểu. Ta nghe nói xem, tỷ đã bỏ trốn khỏi Nguyệt Thần Cung rồi, sao vẫn muốn quay lại? Ta không biết muội đang nói cái gì. Sư tỷ, ta hy vọng tỷ có thể sống đúng với trái tim của mình. Sư phụ chỉ muốn cắt đứt tình cảm của tỷ dành cho Lý Hoài, nên đã dùng không ít thủ đoạn. Chứ chút nữa thì tỷ đã chết dưới tay ông ấy rồi. Nếu như tỷ đã trốn qua đây rồi, vậy sao không đi tìm Lý Hoài, sống hạnh phúc bên nhau đi? Mà còn quay về đây làm gì? Ý muội là ta suýt nữa chết dưới tay sư phụ sao? Sư tỷ, nếu tỷ vẫn còn tình cảm với Lý Hoài, vì mau trốn có Nguyệt Thần Cung đi, đi tìm quân ấy. Muội sẽ giúp tỷ ra khỏi đây. Ta không biết vì sao mọi người đều nói ta và quân ấy có một đoạn tình duyên. Còn ta lại không biết. Sư phụ vì muốn cắt đứt tình cảm của tỷ với Lý Hoài mà đã sử dụng không ít thủ đoạn, thì xem chết dưới tay của sư phụ. Nếu tỷ đã trốn qua Nguyệt Thần Cung rồi, thì tại sao không đi tìm Lý Hoài để sống hạnh phúc đi? Mà quay về đây làm gì? Ý muội là ta xém nữa chết trong tay sư phụ. Sư tỷ, nếu tỷ vẫn còn tình cảm với Lý Hoài thì trốn khỏi đây đi, để đi tìm quân ấy. Muội giúp tỷ rời khỏi đây. Ta không biết tại sao mọi người đều nói ta có tình duyên với quân ấy, nhưng bản thân của ta lại không nhớ gì cả. Ta chỉ biết rằng quân ấy là con trai của Lý Mạn Thanh. Sư phụ chắc chắn không muốn ta bên cạnh quân ấy.
Tuy rằng ta không biết tại sao ta không nhớ gì về quên ấy chứ, nhưng nếu như có thể nhờ cơ duyên này mà để quên quên ấy thì chưa chắc là một tên xấu đâu. Sư tỷ, đôi lúc quên lãng hạnh phúc hơn cả nhớ rất rõ, nhưng lại không có được. Thiện Nhi, cô nghe ông Thiết nói hình như xảy ra chuyện gì đúng không nào? Vừa nhận được thư mật báo, trên giang hồ đã có một nhóm người đang tụ họp với nhau, chắc một ngày nào đó sẽ tìm tới Lý Gia. Bắt đầu từ hôm qua, các đệ tử của Lý Gia ở bên ngoài đã có người tấn công rồi. Xem ra rõ ràng là có người âm thầm điều khiển rồi đấy. Nếu như những người khác của Lý Gia tiếp tục gặp chuyện thì cha đúng là mất mặt với tôi tin nhà họ Lý rồi. Thật ra cha không cần phải gánh trách nhiệm đó đâu. Ta đúng là có thể không cần phải gánh đâu. Nhưng những người này vì Lý Gia chúng ta nên mới gặp nạn. Họ đều là những người vô tội thôi. Vậy con có thể làm được gì không? Thiện Nhi, thật ra những gì con cần làm thì có rất nhiều đấy. Nhưng mà tất cả những việc này đều bắt nguồn từ ta. Ta cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Ta cũng không biết nên bắt con phải làm gì cho ta cả. Cha đừng hiểu làm gì cả. Con không phải vì cha. Con chỉ muốn bảo vệ những người vô tội thôi. Thiện Nhi, vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn con. Cha khoan hãy kích động đi. Cha nói con phải làm những gì trước đi. Con chưa chắc đã làm được gì đâu. Con chắc chắn sẽ làm được mà. Thực ra rất đơn giản thôi. Ta muốn con học chức vụ tộc trưởng của Lý Gia theo ta, và theo Thiết Gia Gia của con học võ nghệ. Thiếu gia, mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vẻ mặt của mẹ lại như vậy chứ? Lan Hương, cứ nói đi. Vâng. Lúc trước đồ tể ở phòng sách nghe thấy lão già nói bảo Lý Hoại học làm tộc trưởng, nhìn có vẻ sắp đây là những thứ vốn dĩ thuộc về thiếu gia cho Lý Hoại hết rồi. Cứ đưa xuống đi. Vâng. Chính gì? Con có phải cảm thấy người mẹ này đã rất quá đáng với thượng quan Hoài đó không? Không có khí phách của nữ chủ nhà gì cả. Mẹ làm thế chắc chắn có lý do của mình. Nếu như mẹ nói với con rằng lúc ấy là mẹ ép cho con lấy cái giá về sự phồn vinh của Lý Gia để nó rời khỏi thượng quan ti, thì con có thể thông cảm cho mẹ không? Chính gì? Mẹ đã sớm nói cho con rằng thượng quan Hoài về đây là lấy nợ đấy. Nó sẽ cướp đi hết tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về con, cho dù là địa vị tộc trưởng hay là người phụ nữ con yêu. Nếu như con tiếp tục mê muội, không nỡ ra tay với nó, thì trước sau gì cũng một ngày con sẽ mất tất cả đấy. Mẹ, không đâu. Đại ca không phải là người như vậy. Vậy con mở to mắt ra mà xem đi. Ngày thượng quan Hoài đó lên làm tộc trưởng sẽ là cài mẹ rời khỏi Lý phủ. Thiết Gia Gia,
Thì ra từ lâu ông đã hóa giải được thương tâm chuyện của cháu. Không phải ta đã giải được thương tâm chuyện của cháu đâu, mà là cháu học quá nhiều vô công, không có liên kết lại với nhau. Nếu như liên kết lại với nhau thì chắc chắn là vô địch thôi. Nói thì dễ, làm thì khó đấy. Có gì đâu mà khó chứ. Chúng ta cùng nhau luyện tập. Thí gia gia, ông đánh lén. Đây được gọi là tấn công người làm họ bất ngờ thôi. Trên giang hồ không ai dạy cháu điều này đâu. Ta nói cho cháu nghe nè, chiến đấu trên giang hồ, thực lực là hư, hư tức là thực. Thí gia gia của năm ấy, đại ca, huynh thật sự đến cướp đi thứ giống dễ thuộc về đại sao? Mẹ, lúc ấy mẹ lựa chọn nói cho con biết thân thế, có phải hy vọng có một ngày nào đó con có thể trở về lý gia không? Bây giờ con trở về thật rồi. Nhìn thấy ông ấy như vậy, con thật sự không biết phải làm sao từ chối ông ấy đây. Con làm như vậy có đúng không mẹ? Đồ xấu xa. Quân không muốn gặp ta như vậy sao? Hai chúng ta bao lâu rồi không ngồi cạnh nhau một cái điện tĩnh như vậy chứ? Có phải cô còn trách gì ta, ngăn cản cô đi báo thù không? Quân không cản được ta đâu. Mối thù này trước sau gì cũng tính thôi. Ta chỉ là không muốn giết nhầm người, để hung thủ sống tự do tự tại. Bây giờ Tử Đăng Khoa đã chết rồi. Người biết sự thật chỉ còn có một mình Kim Vô Cấu biết thôi. Vì thế ta phải tìm được quân ấy để xin chứng cứ. Nếu thực sự là do Thiết Thác Nguyệt làm, ta nhất định sẽ báo thù đấy. Còn quân thì sao? Quân cứ luôn miệng nói rằng yêu Thiết Thác Nguyệt, không phải vì cô ấy làm chưa rõ ranh giới với Lý Mạn Thanh. Nhưng bây giờ cũng trở về Lý gia, giờ xử lý chuyện gia đình với ông ấy rồi. Thật không biết, nếu như Thiếu Thái Quyệt Quỳnh yêu mà biết được thì cô ấy phản ứng như thế nào đây? Có rất nhiều chuyện mụ không hiểu đâu. Đồ xấu xa, dù huynh cả đấy, hại ta tới mức này rồi. Bây giờ thật sự không biết phải làm sao đây. Huynh có biết rằng ngay cả mơ ta cũng suy nghĩ, đứa con trong bụng ta đáng lẽ là của huynh mới đúng chứ. Khà khà, trời khuya rồi, ta đưa mụ về phòng nghỉ ngơi nha. Sao thế? Khà khà, như lời lúc nãy muốn nói với Lý Hoài là thật sao? Nếu quân đã nghe rồi thì sao lại hỏi ta chứ? Quân thích quân ấy thật sao?
Đúng vậy, ta thích huynh ấy, ta yêu huynh ấy, thích huynh ấy được chứ? Nhưng ta yêu muội mà. Nhưng trước giờ ta chưa yêu huynh đâu. Lúc còn nhỏ, huynh ấy nói rằng là sẽ cưới ta. Giờ ta là thê tử của huynh ấy. Rốt cuộc huynh ấy có chỗ nào tốt? Vì sao tất cả mọi người đều giúp huynh ấy chứ? Cha ta một lòng bảo vệ huynh ấy. Bây giờ ngay cả con ta. Im miệng đi. Gì mà con của huynh chứ? Huynh đừng quên rằng ta không có quan hệ gì với huynh ấy. Cho dù muội không chịu thừa nhận, nhưng mà sự việc đã xảy ra rồi. Cho dù phủ nhận thế nào đi nữa thì sự việc không thể đổi được gì đâu. Huynh đang uy hiếp ta. Huynh làm gì vậy? Buông tay ra. Huynh dám uy hiếp ta ư? Đứa con là của ta, sống chết của nó là ta quyết định, không cần huynh quan tâm đâu. Được rồi, ta biết lỗi rồi. Ta sẽ không nói như lời này nữa. Huynh tỉnh một chút đi, đừng làm chuyện gì giống nha. Huynh nhớ như lời hôm nay đấy. Nếu không sau này huynh nhất định hối hận. Đồ xấu xa, tại huynh cả. Huynh đã hại ta tới mức này rồi. Bây giờ ta không biết phải làm thế nào đây nữa. Huynh không biết là ngay cả mơ ta cũng suy nghĩ rằng đứa con trong bụng ta đáng lẽ là của huynh không? Đúng rồi, vô thương, có mệt không? Hay là chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, rồi sau đó chúng ta đi tiếp. Long ca ca, ta không mệt đâu, hay là chúng ta đi trước đi. Vô thương, thực ra thì dạo này ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Sao thế? Không biết có phải dạo này thường xuống bên cạnh cô, cũng trải qua nhiều việc như vậy. Bây giờ ta hình như là không nhớ gì tới Thái Nguyệt như trước nữa. Có lẽ vì chúng ta cách thị tỷ khá xa đấy. Vậy sao? Chúng ta mau đi thôi. Được rồi. Quai Nhi, còn ở dưới chính suối đi cẩn thận. Sau khi cha báo thù cho con thì cha nhất định xuống dưới gặp con mà. Ai? Kỳ Duy Nghĩa đây vậy? Bốn người các ngươi rốt cuộc lại đây. Không ngờ chỉ mới mười mấy năm ngắn ngủi mà Kim Tiền Bang đã dáng vẻ thế này rồi. Nếu như ban chủ Thượng Vân Tiên còn sống, không bị bọn nô tài này làm tức chết mới lạ đấy. Không ngờ chúng ta dùng quy tước công bảo vệ bảo tàng nhiều năm như vậy rồi, mà đến cuối cùng ngay cả người của ban Kim Tiền cũng không biết chúng ta là ai. Ngay cả di vật thần khí cũng bị cướp đi rồi, thì còn mong đợi gì bọn này nhớ đến chúng ta này chứ? Đúng là mơ mộng mà. Hãy bảo người nắm quyền trong bang ra đây. Thượng quan Tiên đâu? Thượng quan Tiên đã mất rồi. Bây giờ người có quyền trong bang Kim Tiền là ta. Kim Vô Cấu. Đã lúc nào rồi cùng lấy công nữa chứ? Không biết rằng mọi người đang đợi một mình nó hay sao? Còn chưa đến làm chủ nhà Lý gia đã tỏ ra vẻ kiêu ngạo như vậy rồi. Sau này có phải là đứa hết những người trong nhà trong ngoài không vậy? Công chúa, đừng nói như vậy. Thiền Nhi tuyệt đối không phải là người như vậy đâu. Đi đường xa thì biết sức ngựa, thời gian lâu sẽ biết lòng người. Rốt cuộc nó như thế nào thì từ từ sẽ biết thôi. Ngươi mau thông báo cho Thiền Nhi rằng mọi người đang đợi. Dân, không cần đâu. Cha, để con đi.
Đại ca. Đại ca, huấn luyện một mình thật chán quá. Hay là để chú đại liên cùng huynh. Chỉ là luyện tập thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy đâu. Đại ca quả nhiên là giúp công cao cường. Xem ra Lý gia không cần tên như dùng ngay cả phi đao cũng gặp không nổi nữa. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Đợi đến khi mới đỡ hơn, ta nhất định rời khỏi đây. Đến lúc đó Lý gia giữ với nhờ vào đệ đấy. Vậy còn khá khá thì sao đây? Ta tin rằng để làm được mà. Để cũng nên tin vào chính mình đi. Nếu ngay cả một chút tự tin cũng không có thì làm sao có thể trao hạnh phúc cho cô ấy đây? Cẩn thận. Đồ khốn kiếp. Lý Hoài, hãy giao vật tinh thần thiết ra đây. Rốt cuộc có giao hay không? Nếu không đem ra ta sẽ giết nó. Cố giao không đây? Đừng nóng lòng. Lý Hoại, vì khôn hồn thì hãy giao di vật tinh thần thiết ra đây. Ta nể mặt Thượng Quan Tiên, còn có thể bảo họ tha mạng cho ngươi. Chỉ là một miếng sắc dụng thôi mà. Ngươi muốn thì nói sớm đi. Cho ngươi. Đi thôi. Tứ tường hộ vệ của Thượng Quan Kim Hồng. Xem ra món đồ này họ không tính buông tay đâu. Thiếu chủ, đồ tài có một ý kiến này, không biết có làm được không? Thì tôi cứ nói đi. Hay là bảo Thiền thiếu gia hòa hợp di vật tinh thần thiết này vào trong phi đao, tận dụng được vật dụng này. Đây cũng là một ý kiến hay đấy. Nhưng mà cái lão nô làm sắt này tính tình kỳ lạ, và hắn ta rất khó chịu. Thiếu chủ yên tâm đi, được gia công di vật này để vinh hạnh của ông ấy. Phải xem tên kỳ lạ này có được vinh dự này không đã. Thiện Nhi, con đi chung với thiết gia gia của con đi. Mọi việc đều phải cẩn thận. Dạ. Yên tâm đi. Thiếu gia, chút nữa cháu phải cẩn thận đấy, đừng để bị thương. Thiếu gia gia, ông nói có vẻ cái rậm đấy, rốt cuộc người trong này có lai lịch gì đây? Lỗ Trận làm sắt, chân tay không nhanh nhẹn, nhưng kỹ thuật làm sắt thì là số một đấy. Ở giang hồ có rất nhiều vũ khí nổi tiếng đều do mấy làm ra. Nhưng con người này tính khí kỳ lạ, chỉ làm cho những người có hứng thú và có nguyên liệu quý hiếm. Giang hồ đồn rằng vì ông ấy không chịu làm sắt cho người ta mà bị đánh gãy hết một chân. Từ đó về sau, ông ấy đã quy ẩn giang hồ, không còn mở lò lần nữa. Cả tính vậy sao? Vậy nếu như ông ấy không giống cháu thì sao đây? Không sao, ta và ông ấy cũng quen nhau mà. Chúng ta vào đi. Đi thôi. Lỗ Trần, Thiết Ngân Y tới thăm ngài đây. Thiếu gia cẩn thận đấy.
Lỗ lão quái, đây là cách đón khách của Lỗ gia các ngươi sao? Hai người chưa được cho phép cô ta mà tự tiện vào rồi, còn nói xấu trước cửa nhà ta nữa chứ. Ông tưởng tôi bị điếc sao? Dương lão thiết à, người trẻ tuổi mong dẫn theo, nhìn thì trẻ mà công lực thì khá dày dặn đấy. Lý gia các người dạo này đang ở trên đầu sóng ngọn gió, ông đến chúng ta làm gì đây? Làm gì ư? Đi làm một bảo bối, một lúc ước mơ. Ông đừng gây rắc rối cho ta nữa. Ta đã đóng lò nhiều năm nay rồi, thứ mà có thể làm ta ước mơ vẫn chưa có trên thế gian này đâu. Ông mà có được gì chứ? Nhìn đây. Gì? Di dược tinh thần thiết. Hai người đến nhà ta, không phải đến tặng không cho ta miếng di vật tinh thần thiết này chứ? Mơ đi. Chúng ta muốn nhờ tiền bối giúp đỡ, dùng di vật tinh thần thiết này làm thành một phi đao. Làm phi đao ư? Người là ai chứ? Đây là đại công tử của Lý gia, tên là Lý Hoại. Người chính là Lý Hoại và giang hồ độc đại sao? Hèn gì, nhìn mặt của non trẻ của người thế kia mà ngươi biết quy tắc của ta đấy. Muốn rèn sắt ở chỗ ta, phải làm việc cho ta chứ. Làm việc đến khi binh khí được luyện thành mới thôi. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu không có chút bản lĩnh thì sao lại tới làm việc tiền bối chứ? Đừng nói những lời này nữa, mất công đến lúc đó khóc thét đồ dày để mấy Lý Bằng Thanh đấy. Tiền bối ông yên tâm đi, trên đời này người có thể làm ta khóc chỉ là mẹ ta mà thôi, thì không có ai khác nữa đâu. Lão thiết, ta chỉ đồng ý cho một mình nó vào thôi. Ông mà, ông đi làm việc của mình đi. Ông. Được, được rồi. Vào trong đi. Ông bạn già, nhiều năm rồi, chúng ta lại bắt đầu làm việc thôi. Thầy Lỗ, bắt đầu được rồi chứ? Bây giờ vẫn chưa được đâu. Cho đổ đầy nước vào, vào cái lu này đi. Không thể nhấc đầy, nhanh lên. Sao thế? Để cái thùng xuống. Chỗ này gánh nước không sử dụng được thùng đâu. Không dùng thùng thì dùng cái gì đây? Dùng cái này. Trong nửa canh giờ phải đổ đầy lũ nước cho ta. Nửa canh giờ dùng cái này ư? Lại sao nữa? Hậu nhân Lý gia mà vô dụng thế à? Ngay cả một chút nước mà cũng chảy ra ngoài rồi.
Đúng là đời này không bằng đời trước rồi. Gánh nước như cháu, đừng nói là nửa canh giờ, cho dù ba ngày thì cháu không đổ đầy nước đâu. Nhớ lấy, bước chân phải nhanh, tay phải chắc. Thầy Lỗ, đưa nước đầy xong rồi đấy. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dạ, được. Dường như là ta đã cùng quỳnh ấy tới đây rồi. Cô nương, cô sao thế? Cô lại, ta được chính thiếu gia dạy đứng ngoài cửa. Nghe lệnh của cô, vì cô mau đi gọi đại phu đi. Dân, còn một việc nữa, đừng để thiếu gia biết. Dân, nếu để cô ấy biết thì ta sẽ nói lại do ngươi làm đấy. Dân, hãy mau đi đi, ta sẽ không nói ra đâu. Thầy Lỗ, uống trà đi. Ông vất vả rồi. Không ngờ tiểu tử này lại có năng khiếu như vậy. Lần này không uổng công đến đây rồi. Thông qua những việc làm trong thời gian này, cháu có nhận ra điều gì không? Cháu hiểu được hai chuyện: tiết tấu và khống chế sức mạnh. Vạn vật trên thế gian đều có tiết tấu riêng của nó. Giết người có tiết tấu của giết người, đèn sắt cũng có tiết tấu của đèn sắt, ngay cả tiếng rao bán ngoài đường cũng có tiết tấu của riêng nó. Trên cơ sở của tiết tấu này, phải chú ý sự mạnh, chậm, nặng và nhẹ của sức mạnh. Khi biết quan sát chi tiết thì cháu sẽ đạt được cảnh giới vượt bậc. Đại phu, sao rồi?
Đệ phu nói thẳng đi, nơi này không có người nào khác. Cô nương, thai nhi trong bụng cô đã mất đi mạch đập. Sao lại như vậy chứ? Không thể nào đâu. Một cái thai nhi bình thường sao đột nhiên bị mất đi chứ? Đại phu à, hãy xem kỹ đây đi. Ta đã kiểm tra 3 lần rồi, đúng là thai nhi chết trong bụng. Cô nương, sự gì đã thấy, cô phải sớm đưa ra quyết định, báo với người nhà đi. Đứa bé cứ để trong bụng sẽ không tốt đâu. Ta sẽ mở toa thuốc cho cô. Đại phu, đại phu cứ nhận số tiền này đi. Việc này đừng để lộ ra ngoài đấy. Cô nương yên tâm đi, việc này ta không nói ra đâu. Nhưng mà cô nương hãy đưa ra quyết định của mình đi, không được kéo dài nữa đâu. Cảm ơn đại phu. Quả nhiên dùng di vật thần khiết để tạo ra. Ngoại hình phi đao này không hề thay đổi quá nhiều, nhưng trọng lượng của nó đã nâng cao rất nhiều. Nhưng chỉ có thể đảm bảo được sức mạnh của phi đao, còn có thể gia tăng được tốc độ nữa. Xem ra lỗ trần này thật không hổ danh là hậu bối của danh môn. Ngoài ông ta ra, người khác không làm được binh khí như vậy đâu. Nhưng lần này để đạn phi đao mà đã chất giả rất nhiều, xem ra cũng cần một thời gian. Lỗ trần này rất cá tính, ta nghĩ con không cần để trong lòng đâu. Thiền Nhi, mấy ngày nay con cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Kha Khả, mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Sao ta không tìm thấy cô vậy? Giờ hôm trước ta có việc. Mà cô tìm ta có chuyện gì không? Phải có chuyện thì mới tìm được sao? Mấy ngày nay có phải cô cố tình tránh mặt ta không? Dù gì dù cớ, tránh mặt làm gì chứ? Bên ngoài gió lớn, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Dù sao thì bây giờ cô đang mang thai mà. Quynh, cô biết rồi à? Vậy Quynh có chịu nhận làm cha của đứa bé không nào? Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mọi người đều nói rằng giữa ta và Lý Hoài có gì giữa tình cảm, còn nói ta và Quynh ấy đã bấy đường thành thân. Vốn dĩ muốn tìm Quynh ấy hơi rõ, không ngờ Quynh ấy đã có con với cô gái này. Hãy ra đây, Tiếu Thái Nguyệt à, ta biết cô phía sau đấy. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt rồi. Cô đã có con với Quynh ấy à? Nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao đây? Quynh ấy yêu cô như thế, nhưng cuối cùng ta đã có được con với Quynh ấy rồi. Lần này ta đã thắng cô. Thật ra ta vốn dĩ không nhớ được gì Quynh ấy. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn làm rõ giữa ta và Quynh ấy lúc cuộc xảy ra chuyện gì thôi. Bây giờ xem ra không cần tiếng nữa rồi. Có chuyện gì sao? Cô không tính gặp Lý Hoài rồi đi sao? Không cần đâu. Cô sao thế? Ta đau bụng quá. Đứa bé, bụng của ta,
Con của ta, bụng ta đau quá. Kha Khả, bụng ta đau quá. Kha Khả, bụng sao thế? Bụng của ta. Là quấy làm đấy. Bụng của ta. Tiểu Thanh Nguyệt, đây là cô à? Tiểu Thanh Nguyệt, sao muội lại ở đây chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ta không biết cô ta làm gì. Chuyện này ta không hề liên quan gì hết. Bụng của ta đau quá. Đi cô của ta. Thủ phạm không bao giờ thừa nhận là mình giết người đâu. Chuyện gì đã thế này rồi, huynh còn bảo vệ cô ta sao? Ta nói lại một lần nữa, chuyện này không hề liên quan tới ta. Huynh có tin ta không? Đứa con của ta, chuyện này ta nhất định đến sổ với cô. Đi thôi. Con của ta. Mùi đợi khỏi đây trước đi. Huynh có tin ta không? Về trước đi. Cố chịu một chút đi. Bụng của ta. Con còn xuống đi nào. Bây giờ sao rồi? Bụng của ta đau quá. Cố nhìn một chút đi. Ta sẽ gọi đại phu. Người đâu? Mau ra đây. Bụng của ta. Người đâu? Bụng của ta. Cố nhìn một chút đi. Thiếu gia, hãy gọi vào bộ tới đây. Nhanh lên. Dừng. Mau đi đi. Đau quá. Khả Khả, nhìn một chút đi. Chứ không có gì đâu. Đau quá. Cố nhìn một chút đi. Nếu không chúng ta sẽ không bị gì đâu. Chắc chắn là không có chuyện gì đâu. Ra ngoài đi. Cô ra ngoài cho ta đi. Khả Khả, ra ngoài đi. Được, ta ra ngoài đây. Bụi cô yên tĩnh một chút đi. Ra ngoài đi. Đại ca, cho dù huynh không yêu Phương Khả Khả, nhưng quấy cũng là người bạn chơi với huynh từ nhỏ đấy. Huynh cứ phải bên vực cô ta là sao đây? Ta chỉ tin là giữa mắt mình thôi. Ta không hề bên vực ai cả. Nếu như có một ngày Quyệt thần giết hết cả nhà họ Lý chúng ta, thì huynh còn có bao che cho quấy không? Bà Trương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Đừng trách ta chưa nhắc nhở bà đấy. Chuyện này không dễ dàng như vậy đâu. Ta nói bà quá cẩn thận rồi đấy. Người mà năm ấy được biết là hai đứa con Lý gia được tráo đổi thì đã chết qua đi xa rồi. Bây giờ còn ở lại kinh thành làm gì đây? Chỉ còn hai chúng ta thôi. Vì thế bà không nói, ta không nói, thì chuyện này tuyệt đối không ai biết được đâu. Tin ta đi. Đừng nói nữa, đi thôi. Lúc này hai người nói gì thế? Không có, không nói gì cả. Hay gì thứ gia tha mạng đi. Hai người không làm gì sai, tại sao sẽ tha mạng chứ? Không lẽ hai người chột dạ ư? Hay gì thứ gia, vậy thì không thể đếm được rồi. Bọn ta chỉ nói lung tung thôi. Hãy mau khai thật đi. Nếu như các ngươi không nói thì ta sẽ giết hai người đấy. Ta nói, ta nói. Hay gì thứ gia ra đời bị tiểu thư Tử Quan Tiên của Kim Tiền Bang tráo đổi rồi. Đúng vậy, không liên quan tới bọn ta đâu. Bọn ta không biết gì cả. Không liên quan gì tới bọn ta hết.